ước gì anh em nghe tiếng Chúa người phán: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy đến đây ta gieo hò mừng Chúa, tung hô người núi đã độ trì ta. Vào trước thiên nhan ta dâng lời cảm mến, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa người phán: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy tiến lên ta chung thờ lạy Chúa, hãy bái quỳ trước đấng tạo thành ta. Là Đức Chúa ta nay thuộc dân Chúa, người trông coi như chăm sóc đoàn chiên. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa người phán: các ngươi đừng cứng lòng. Hãy chú tâm hôm nay lời Chúa phán, chớ cứng lòng giống ở rừng mát xa. Tại Meriba cha ông đã thử thách, dù xem ta qua bao những kỳ công. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa người